Với tiếp một cái phần nữa là cái phần phân quyền, thì ở đây hiện tại thì cái bài này mình sẽ có ba cái role là user, admin và nhà tuyển dụng, enver. Đấy, thì khi mà các bạn login với quyền admin thì ở cái menu này nó sẽ có ba bốn cái tab là quản lý do yêu thích, bởi vì admin nó cũng được nó cũng được coi như là một người dùng, thì nó cũng có thể thêm các job yêu thích của nó cũng như là cập nhật thông tin. Ngoài ra thì ở đây khi đối với quyền admin thì mới vào được cái phần quản lý này nhá. Đấy, chỉ có admin mới vào được thôi, còn tất cả các quyền khác không thể vào được trong cái này. Tiếp theo nữa là gì? Đối với cái quyền user, thành viên. Đối với quyền là thành viên thì ở đây thì nó sẽ cũng có là gì? À, quản lý job yêu thích này, cập nhật thông tin. Đấy, ở đây mình còn thêm một cái tab nữa là tab danh sách ứng tuyển. Đấy, thì mình sẽ bổ sung sau, nhưng mà đại khái là nó sẽ có những cái này, thêm một cái tab nữa là quản lý ứng tuyển. Còn đối với user thì làm sao? User thì nó cũng sẽ không thể vào được phần admin nhá. Đấy, còn đối với nhà tuyển dụng, còn đối với nhà tuyển dụng đây, đối với quyền employer này, đấy thì các bạn sẽ có gì? Employer thì có thể là quản lý các job của nhà tuyển dụng này, quản lý đối với người người đang tuyển thì người ta cũng có thể tìm việc, thế nên là nó cũng có cái mục quản lý yêu thích, rồi gì, nó cũng có thể là cập nhật thông tin của nó, hay là gì, nó sẽ cập nhật thông tin company đấy, và gì, nó cũng sẽ có đăng xuất như bình thường. Còn đối employer thì nó cũng có một cái mục nữa là quản lý tất cả các ứng viên mà đang apply vào cái job của họ ấy. Đấy, thì ở đây mình đang thêm một cái tab này nữa là xong. Đấy. Ở đây thì nó sẽ phân biệt qua gì? Ở các bảng user này các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có một cái cột là cột thai. Đấy. Thì ở đây nó sẽ được định nghĩa qua là gì? Company này, đấy, user này và admin. Đấy, mình có được định nghĩa của ba cái thai này.